Thưa quý vị, nhằm kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tỉnh Lào Cai đã thành lập tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, trực tiếp tham gia tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng có trách nhiệm chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để trao đổi tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, hướng dẫn đồng hành với doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19. Tổ công tác ưu tiên trực tiếp giải quyết các kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực quan trọng, thiết yếu nhằm giảm chi phí trong hoạt động đầu tư kinh doanh cũng như hỗ trợ các đơn vị gặp khó khăn do dịch COVID-19. Liên minh châu Âu vừa đưa ra thông báo tần suất kiểm tra thực tế dư lượng thuốc bảo vệ thực vật với một số mặt hàng rau quả được nhập khẩu vào thị trường này, trong đó có những mặt hàng từ Việt Nam. Ủy ban châu Âu đã thông báo về việc áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp một số thực phẩm được nhập khẩu vào EU. Đối với Việt Nam, tần suất kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật với các loại rau thơm và hoa quả gồm rau mùi là 72%, húng quế 20%, hạt tiêu 20%, thanh long 10%. Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 15 tháng 11 năm 2021. Như vậy cứ 6 tháng một lần, Ủy ban châu Âu sẽ xem xét các danh sách thực phẩm và thức ăn chăn nuôi không có nguồn gốc động vật từ một số nước thứ ba chịu sự tăng cường tạm thời của biện pháp kiểm soát chính thức tại các chốt kiểm soát biên giới để bảo đảm an toàn thực phẩm. Bắc Giang đang trong những ngày thu hoạch cây có múi. Đây là một trong những loại cây trồng đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc khắt khe. Tại huyện Lục Ngạn, thủ phủ trái cây miền Bắc, ngoài kinh nghiệm thì những hộ làm vườn nơi đây đã tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất an toàn, áp dụng biện pháp thâm canh, kỹ thuật có tính bền vững nên cây trồng ở đây có thể thu hoạch trong nhiều năm. Phải gần một tháng nữa, cam lòng vàng của gia đình ông Trịnh Sư Hòa, Thôn Bằng Công, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang mới bắt đầu cho thu hoạch với gần 100 tấn quả. Với cam ngọt gần như toàn bộ diện tích của gia đình ông sẽ không thu hoạch trong năm nay, không phải bởi mất mùa mà do ông đã chủ động không bắt quả để dưỡng cây, chuẩn bị cho vụ mùa năm sau và tập trung chăm sóc diện tích cam lòng vàng. Bởi chính cách làm thu hoạch cách nhật theo năm mà sản lượng luôn ổn định và đạt chất lượng tốt. Dùng cái vi sinh ấy, thì quả nó thơm ngon hơn mà cây nó bền hơn nó không hay hỏng cây. Mà chất lượng quả thì nó nó thơm ngon, nó, khách hàng người ta mua nó được giá hơn. Không chỉ có hộ gia đình ông Hòa mà nhiều hộ làm vườn trên địa bàn huyện Lục Ngạn đã lựa chọn việc sản xuất cây ăn quả theo hướng Việt Gáp, chăm sóc theo hướng hữu cơ. Nhờ đó mà năng suất luôn ổn định, gần như không có mất mùa và quan trọng chất lượng quả ngày càng nâng cao. Chỗ các hợp tác xã của chúng tôi ở trong Thanh Hải này cũng đã thường xuyên uh, trao đổi và cũng phổ biến các cái uh, tinh thần đối với lại bà con làm vườn ở trong hợp tác xã là sẽ tích cực chăm sóc thế và thực hiện các cái biện pháp kỹ thuật làm sao đó càng phải đảm bảo tốt các cái sản phẩm. Toàn huyện Lục Ngạn có khoảng 6.700 hecta cây có múi. Sản lượng trong vụ này ước đạt khoảng 38.000 tấn cam, gần 15.000 tấn bưởi và gần 7.000 tấn cây có múi khác. Không chỉ chú trọng đến quy trình sản xuất an toàn, huyện Lục Ngạn có hướng đến việc tăng cường truy xuất nguồn gốc. Chính sự thay đổi ấy đã khiến cho giá trị thương hiệu nông sản của Bắc Giang ngày càng được khẳng định và lan tỏa.